Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 11, Thiếu tướng Đinh Văn nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng lãnh đạo Công an tỉnh đã tổ chức lễ bàn giao 55 xe ô tô chuyên dụng cho công an xã thuộc 8 huyện thị xã trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, lực lượng công an các cấp của tỉnh Quảng Ninh, nhất là lực lượng công an xã đã được tỉnh hỗ trợ nguồn lực về ngân sách để phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự. Riêng trong năm 2023, tỉnh đã hỗ trợ trên 5,7 tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị, trên 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc giai đoạn 1 và 23,2 tỷ đồng để mua sắm 55 xe ô tô tải chuyên dụng cho lực lượng công an xã. Việc cấp 55 xe ô tô nhằm mục đích giúp lực lượng công an xã từng bước khắc phục khó khăn về phương tiện phục vụ công tác, hỗ trợ tạo điều kiện trong quá trình thực thi nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát địa bàn. Đồng thời, chủ động phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, góp phần xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn nơi, Giám đốc Công an tỉnh tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, đảng ủy, giám đốc công an tỉnh đối với công tác xây dựng lực lượng công an cấp xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phục vụ công tác chiến đấu, đảm bảo giải quyết tốt các vấn đề về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Thiếu tướng Đinh Văn nơi yêu cầu công an cấp xã được trang cấp xe phải thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công, sử dụng đúng mục đích yêu cầu công tác, tiết kiệm và hiệu quả thường xuyên kiểm tra bảo trì định kỳ để phục vụ tốt nhiệm vụ được giao tăng cường tuần tra kiểm soát địa bàn nhất là khu vực địa bàn phức tạp về an ninh trật tự để phòng ngừa đấu tranh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm bảo đảm môi trường an ninh an toàn ở cơ sở góp phần tích cực thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương